Em chồng Hà Tăng, Philip Nguyễn, sở hữu sự nghiệp đồ sộ, hồ sơ tình ái toàn mỹ nhân Việt. Philip Nguyễn sinh ra và lớn lên trong một gia đình bề thế với bố là ông Jonathan Hạnh Nguyễn, chủ tịch tập đoàn chuyên phân phối những thương hiệu thời trang danh tiếng. Ngoài ra, Philip cũng chính là em trai doanh nhân Louis Nguyễn, chồng của ngọc nữ Tăng Thanh Hà. Cũng giống như anh trai mình, Philip Nguyễn là một doanh nhân trẻ thành đạt đang thừa hưởng và phát triển lĩnh vực kinh doanh của gia đình. Ngoài việc là thành viên của gia tộc hào môn giàu có nổi tiếng nhất nhì Việt Nam, hiện nay anh còn sở hữu ngoại hình nam tính cùng loạt thành tích khủng trong sự nghiệp, khiến ai nấy cũng vô cùng ngưỡng mộ. Được biết, anh chàng từ nhỏ đã được học tập tại nước ngoài. Sau một thời gian dùi mài cơ sở tại một ngôi trường ở Philippines, em chồng Hà Tăng đã chuyển đến San Francisco, Mỹ để theo đuổi chuyên ngành về quan hệ quốc tế. Dù sinh ra trong gia đình tài việt, nhưng Philip Nguyễn nổi tiếng có tính tự lập từ bé, vừa học vừa làm thêm qua nhiều công việc như nhân viên bán hàng, trợ lý phòng mạch, thu ngân. Sau khi tốt nghiệp, anh được bố gọi về nước để làm việc trong công ty gia đình. Ngoài việc tiếp quản cơ ngơi của cha, em chồng Hà Tăng còn tự thành lập doanh nghiệp riêng và đang cùng lúc điều hành 4 công ty khác nhau. Không chỉ dừng lại ở đó, anh được quản lý rất nhiều thương hiệu thời trang đắt tiền như Dior, Chanel, Zara và là đại diện lớn nhất của Nike tại Việt Nam. Ngoài ra, chính Philip là người sáng lập dự án giải Việt giả Color Mirren được dân tình hưởng ứng vài năm trở lại đây, với lần đầu tiên tổ chức đã thu hút 15.000 người tham dự. Vị thiếu gia này còn nổi tiếng là một người đàn ông hào hoa với dàn bóng hồng đi qua đời toàn là mỹ nhân đình đám trong showbiz. Trong đó, đầu tiên phải kể đến mối tình với Á hậu Hoàng My khi anh chính thức công khai hẹn hò với cô vào năm 2010. Tuy nhiên, gần 2 năm sau, cặp đôi trẻ tài gái sắc đã chính thức đường ai nấy đi trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Đến cuối năm 2017, Philip Nguyễn tiếp tục vướng vào tin đồn với Á hậu Tú Anh khi họ bị bắt gặp ngồi thân thiết cùng xem một trận đấu bóng rổ. Ngoài ra, cả hai còn check-in xem phim cùng thời điểm, thậm chí là sử dụng đồ đôi đeo trên tay. Dù chưa một lần lên tiếng công khai, nhưng Tú Anh vẫn thường xuyên có mặt trong các bữa tiệc của gia đình Philip. Chỉ mãi đến khi nàng Á hậu chính thức theo chồng về dinh thì tin đồn giữa cả hai mới chấm dứt. Đến năm 2019, em chồng Hà Tăng chính thức công khai hẹn hò với hot girl Linh Rin và có lẽ đây là mối tình lâu nhất của vị thiếu gia cho đến nay. Cặp đôi thường xuyên thể hiện tình cảm với đối phương trên mạng xã hội, cùng nhau đi du lịch hay trong những chuyến công tác từ Đông sang Tây. Trong mắt Linh Rin, bạn trai khá nguyên tắc nhưng lãng mạn, tâm lý và dành cho cô tình yêu vượt ngoài sự tưởng tượng. Còn em chồng Hà Tăng cũng nhiều lần bày tỏ anh may mắn vì có Linh Rin và mong cả hai luôn yêu thương, đồng hành cùng nhau. Có lần, người đẹp khiến mọi người xuýt xoa khi đang tấm ảnh trên trang cá nhân và được mọi người soi ra Philip Nguyễn khi đi chơi cùng Linh Rin đã không ngại đeo túi xách giùm bạn gái. Điều này khiến nhiều cô gái phải ngưỡng mộ Linh Rin khi có người bạn trai tâm lý như anh. Philip Nguyễn còn đưa Linh Rin về ra mắt trong những bữa tiệc gia đình thân mật. Thậm chí, tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn còn gửi lời cảm ơn đến cô vì đã chăm sóc con trai ông. Có lần, người đẹp còn khoe cả thùng quà do bố Philip Nguyễn gửi tặng lên trang cá nhân. Có thể thấy, Philip Nguyễn sở hữu một cuộc sống khiến nhiều người mơ ước, có bạn gái xinh đẹp cùng gia thế không phải dạng vừa. Không chỉ vậy mà tài năng cùng sự nghiệp đồ sộ của anh cũng khiến tất cả mọi người trầm trồ. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.